Rồi, xin chào tất cả anh em Chia Audio. Theo yêu cầu của anh em thì hôm nay Khôi test một bộ ghép mà đã làm rất là nhiều anh em điên đảo và say mê về nó. Đó là AR3A và Fischer TX1000 và CD LHH500 nha. Thì cái clip trước thì Khôi đã giới thiệu về cặp loa rồi, rất đẹp, rất tuyệt vời. Giá của cặp loa là 26 triệu. Âm ly là 24 triệu 500, nhưng mà vào dịp cuối năm thì có giảm xuống còn 22 triệu 500. Còn CD Philips là 23 triệu, giảm 1 triệu còn 22 triệu. Anh em nào mà chốt luôn cái bộ này thì Khôi sẽ có cái giá tốt hơn một chút xíu nữa đó, để khuyến khích anh em chơi Tết, cũng như là để bán và để lấy vốn trả cho chủ công vào dịp cuối năm. Rồi, đó là một vài chia sẻ bên lề. Còn bây giờ thì Khôi sẽ test bộ âm nghe nhạc này. Xin mời anh em cùng nghe. Rồi, bây giờ Khôi sẽ mở nhạc anh em ha. Rồi, và Khôi cùng tháo lưới luôn nha.
Một đoạn nữa về bolero ha, chừng vụ đi rồi để anh em cùng nghe thử. Con âm ly này đã ra được ba rất là tốt anh em, giá rất là tuyệt vời, giá rất là bèo nữa, giá cuối năm, giá phi lợi nhuận anh em ha. Anh em nào chưa có thì ủng hộ cho Liên Khơi Audio nha, cơ hội mua sắm rất tốt vào cuối năm. Thương nhau nhé, xin quên đi ngày nào.
nhiều. Clip tới đây cũng kết thúc. Khôi xin chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Những anh em chưa đăng ký kênh YouTube thì rất là mong anh em đăng ký kênh để ủng hộ và để cập nhật nhiều sản phẩm mới đến từ Liquid Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.